Xin chào các mẹ. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các mẹ một trong 9 loại hình trí thông minh ở trẻ em, đó chính là trí thông minh ngôn ngữ, cũng như là cách để giúp bé phát triển loại hình trí thông minh này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trí thông minh ngôn ngữ là gì. Ngôn ngữ thì là phương tiện giao tiếp chính của con người, được thể hiện dưới dạng lời nói, ký hiệu hoặc là chữ viết. Ngôn ngữ được tạo nên bởi các từ vựng và cấu trúc của nó được gọi là ngữ pháp. Một người có trí thông minh ngôn ngữ là người có khả năng sử dụng một cách hiệu quả từ ngữ ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trí thông minh ngôn ngữ sẽ đem lại những lợi ích gì? Ngôn ngữ chính là nền tảng của giao tiếp. Vì vậy, trí thông minh ngôn ngữ sẽ giúp trẻ giao tiếp thuận lợi hơn với những người xung quanh. Con có thể bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình bằng lời nói một cách rõ ràng, dễ hiểu. Các mối quan hệ xã hội cũng sẽ được cải thiện, được mọi người tin tưởng và tín nhiệm, đặc biệt trong các công việc cần sử dụng đến ngôn ngữ. Việc phát triển trí thông minh ngôn ngữ cũng là một cách để con có cuộc sống phong phú với nhiều trải nghiệm thú vị. Người có trí thông minh ngôn ngữ thì có thể làm nghề gì? Có rất là nhiều nghề mà một người có trí thông minh ngôn ngữ có thể làm, ví dụ như là phóng viên, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, luật sư, hướng dẫn viên du lịch, giáo viên, vân vân. Tùy theo sở thích, năng lực mà người có trí thông minh ngôn ngữ có thể thử sức với những ngành nghề đó. Một em bé có trí thông minh ngôn ngữ sẽ có những biểu hiện gì? Tùy theo từng độ tuổi mà trí thông minh ngôn ngữ sẽ được biểu hiện theo những cách khác nhau. Các em bé này thường có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt. Tuy nhiên, 4 kỹ năng này sẽ không đồng đều. Bé có thể giỏi hơn ở kỹ năng này và đuối hơn một chút ở kỹ năng khác. Nhưng nói chung thì khả năng ngôn ngữ của bé sẽ rất là tốt. Bé thấu hiểu những điều người khác nói bởi bé có vốn từ phong phú. Bé thích chơi các trò chơi liên quan đến ngôn ngữ như là đố từ, đặt câu, chơi chữ, đóng kịch. Bé tỏ ra hào hứng với việc đọc truyện, đọc sách, đọc thơ, viết lách. Bé đồng thời có khả năng ghi nhớ tốt các đoạn văn bản như là lời bài hát, những câu thơ, câu văn, những câu danh ngôn nổi tiếng, các sự kiện đặc biệt. Bé sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo và nhuần nhuyễn. Bé nói đúng ngữ pháp và rõ nghĩa. Bé học ngữ pháp nhanh và ghi nhớ từ vựng tốt. Bé cảm thấy thích thú khi được biết thêm các từ mới. Bé nhạy cảm với nhịp điệu, âm thanh, vần thơ. Một số bé thậm chí còn có thể làm các câu thơ, bài thơ ngắn và bắt vần một cách hợp lý. Bé thích các môn học mà liên quan đến ngôn ngữ như là môn văn, môn ngoại ngữ. Một số bé không chỉ giỏi ngôn ngữ tiếng Việt mà còn có khả năng học ngoại ngữ rất là tốt. Bé có khả năng diễn giải, trình bày một cách rất là logic và thuyết phục. Bạn để ý ở các trường mầm non hoặc là các trường tiểu học, đôi khi có những em bé có khả năng làm MC rất là tốt hoặc là đại diện cho học sinh toàn trường để phát biểu, đọc diễn văn rất tốt. Đó đều là các biểu hiện của trí thông minh ngôn ngữ. Bé có khả năng lĩnh hội thông tin tốt, nắm bắt vấn đề nhanh trong các buổi học nhóm hoặc là sinh hoạt tập thể. Vì khả năng ngôn ngữ của bé tốt, bé nhanh chóng hiểu được điều người khác nói, đồng thời bé có khả năng ghi chép, tóm tắt tốt và truyền đạt lại cho người khác cũng tốt. Những em bé này thì thường trình bày vấn đề một cách gãy gọn, dễ hiểu, không bị lòng vòng, chồng chéo, khó hiểu. Đó là những biểu hiện cơ bản của một em bé có trí thông minh ngôn ngữ. Vậy làm cách nào để giúp bé có thể phát triển trí thông minh ngôn ngữ? Mỗi em bé nên được phát triển đầy đủ cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên khi bé còn nhỏ thì bố mẹ nên chú trọng phát triển cho bé 2 kỹ năng đầu là nghe và nói. Khi bé lớn hơn, tới giai đoạn tiền tiểu học, chúng ta có thể giúp bé phát triển 2 kỹ năng là đọc và viết. Đối với kỹ năng nghe thì nghe ở đây không chỉ là nghe rõ về mặt thính lực mà là khả năng nghe và hiểu. Một người bạn của mình kể câu chuyện vui của nhà bạn ấy, đó là khi bạn ấy nói với con gái là mẹ hồi hộp quá, và em bé hỏi lại mẹ là hồi hộp là cái hộp nào hả mẹ? Trẻ con vẫn thường hỏi những câu hỏi rất là ngây thơ và đáng yêu như vậy phải không ạ? Điều chúng ta cần làm là giúp con được tiếp xúc nhiều với từ mới để vốn từ của con phong phú hơn, từ đó có thể nghe và hiểu đúng những điều mà người khác nói. Bố mẹ cần lưu ý 3 giai đoạn là giai đoạn trong bụng mẹ, khi con sơ sinh và khi con tập nói. Khi con còn trong bụng mẹ thì bố mẹ nên nói chuyện với con hàng ngày. Điều này hẳn là các mẹ tại Mami Baby và các mẹ đang từng thai giáo đều biết rất là rõ đúng không ạ? Thai nhi thì có khả năng ghi nhớ và phản ứng. Việc trò chuyện với con ngay từ giai đoạn mang thai giúp con được tiếp xúc với ngôn ngữ của thế giới bên ngoài. Đây chính là một nền tảng quan trọng cho việc phát triển ngôn ngữ của con sau khi ra đời. Tới khi ra đời thì bố mẹ vẫn cần nói chuyện với con mỗi ngày. Trẻ sơ sinh dĩ nhiên là chưa biết nói, chưa thể đáp lại lời bố mẹ. Nhưng con có thể nghe và não con sẽ ghi nhận những ngôn từ con nghe mỗi ngày. Ví dụ như khi chăm sóc con, bạn đừng làm một cách im lặng mà hãy nói nhá. Ví dụ như là Mina, mẹ cho con bú sữa nhé. Hoặc là gấu à, bỉm con ướt rồi, mẹ thay bỉm mới cho con đây. Đừng đợi tới khi con 1-2 tuổi, đến độ tuổi tập nói mới bắt đầu nói chuyện với con, mà hãy nói ngay từ những khi con ra đời, 1-2 ngày tuổi ạ. Khi đến giai đoạn trẻ tập nói, biết nói và thích nói thì điều quan trọng nhất là bố mẹ cần lắng nghe và phản hồi lại với con.
Nhờ đó con sẽ càng hứng thú với việc học nói hơn. Để biết rõ hơn về cách nói chuyện với bé thì bố mẹ hãy theo dõi khóa học và dạy bé tập nói phòng ngừa chậm nói tại MyBaby nhé. Một điều quan trọng khi trong quá trình nói chuyện với con đấy là bố mẹ cần dùng nhiều từ ngữ tượng thanh và tượng hình. Ví dụ như từ tượng thanh là mô tả âm thanh như là tiếng trống đánh tùng tùng, dán bánh xèo xèo. Hoặc là từ tượng hình là các từ miêu tả hình dáng như là bạn gấu béo ú hay là bạn kiến bé tí. Để con học các từ vựng tốt hơn, chúng ta ngoài việc dạy con thì còn cần tạo điều kiện cho con thực hành bằng cách ứng dụng các từ ngữ đã được học. Bố mẹ nên cho con ra ngoài, đưa con tới nhiều nơi mới lạ, gặp gỡ bạn bè, đặc biệt là gặp các anh chị lớn tuổi hơn, những người có khả năng ngôn ngữ tốt hơn con để con được tiếp xúc, trò chuyện và phát triển về mặt ngôn ngữ. Đối với các bé lớn hơn, có một mẹo là đôi khi chúng ta có thể nhờ con giúp mình giao tiếp với người khác. Ví dụ khi ăn ở nhà hàng thì chúng ta có thể bảo con là con ra bảo cô cho con cháu mượn cái bát to ạ, hoặc là cho cháu mượn cái thìa ạ, cho cháu xin một hộp giấy ạ. Nhờ đó thì con vừa học được cách sử dụng ngôn ngữ, vừa được tiếp xúc với người khác và trở nên bạo dạn hơn. Một cách nữa để giúp con phát triển về mặt ngôn ngữ đó chính là dạy con thông qua những gì mà con thích. Bạn để ý những chương trình học tiếng Anh rất là hay được chia làm nhiều chủ đề đúng không ạ? Ví dụ như là ẩm thực, du lịch, kinh doanh, vân vân. Đó là để chúng ta có thể học được theo lĩnh vực mà mình quan tâm, từ đó thích học hơn và học tốt hơn. Trẻ em cũng như vậy. Nếu con thích động vật thì bạn có thể chơi cùng con các trò chơi liên quan tới động vật, nói những câu như là bạn lợn này béo quá, phải tìm cho bạn ấy một chiếc áo rộng hơn thôi, hoặc là mình cùng xây tổ cho các bạn chim này nhé. Nhờ đó thì bé sẽ biết được thêm từ vựng tổ chim. Bố mẹ cũng nên dạy con học hát, đọc thơ, đọc truyện và khuyến khích con đọc lại hoặc là kể lại câu chuyện đó bằng ngôn ngữ của mình. Bố mẹ cũng nên kể những câu chuyện diễn ra hàng ngày và hỏi con để con kể lại. Ví dụ như là hỏi con về việc đi học ở trường hay là đi công viên hay là một bữa tiệc sinh nhật chẳng hạn. Việc cho con tiếp xúc với văn hóa đọc rất là quan trọng. Bố mẹ nên thường xuyên đọc sách cho con và đưa con tới các nhà sách để con chọn những cuốn sách yêu thích, phù hợp với lứa tuổi. Điều này sẽ giúp con phát triển trí thông minh ngôn ngữ một cách tốt hơn. Đối với các bé lớn hơn thì bố mẹ nên khuyến khích con tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường như là viết báo tường, sáng tác văn thơ. Trên đây là những cách cơ bản để giúp bé phát triển trí thông minh ngôn ngữ. Bố mẹ hãy lựa chọn những hoạt động phù hợp với lứa tuổi của bé nhà mình để giúp bé phát triển nhé. Cảm ơn sự theo dõi của mẹ. Thank you.